trong khi số người bị thương đã tăng lên hơn 18.000 người, 1.600 người bị mất tích. Chi phí thiệt hại kinh tế do bão Haiyan gây ra tại Philippines ước tính lên đến 12 tỷ peso, tương đương 275 triệu đô la Mỹ, trong đó nông nghiệp bị thiệt hại nặng nề nhất với gần 240 triệu đô la Mỹ. Hiện công tác khắc phục hậu quả do bão Haiyan vẫn tiếp tục được tiến hành khẩn trương. Tổng thống Philippines Benigno Aquino vẫn đang trực tiếp giám sát công tác cứu trợ tại thành phố Tacloban, khu vực bị tàn phá nặng nề nhất. Một máy rút tiền tự động ATM được mở tại đây dưới sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt và đây là dấu hiệu cho thấy công tác khôi phục sau bão bắt đầu có tiến triển. Theo một quan chức Philippines, chi phí xây dựng, sửa sang lại nhà cửa, trường học, đường giao thông, cầu cống có thể lên đến 5,8 tỷ đô la Mỹ và có thể chính phủ Philippines sẽ tìm kiếm vốn vay lãi suất thấp từ các tổ chức quốc tế.